Lầu đế tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư 13 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Ngày Quốc tế Nhân quyền và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Xuân Khánh thuật lại tâm tình tạ ơn Chúa của một người Mỹ về những thử thách và sự quan phòng của Chúa. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đức trong cậy theo giáo huấn của phúc âm và một số thánh thư. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ bản sắc và sự phong phú văn hóa của Mỹ châu Latin chống lại trào lưu thực dân hóa ý thức hệ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều hôm qua 12 tháng 12 lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ châu đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha cử hành lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ có nghi thức rước cờ của các nước Mỹ Châu tiến lên gần bàn thờ, hiện diện tại buổi lễ và trong số các hồng y giám mục và linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha có nhiều vị đến từ Mỹ Châu. Phần lớn thánh lễ được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha nhưng cũng có tiếng Bồ Đào Nha và Latin. Có nhiều thánh ca bằng các thổ ngữ chính ở Nam Mỹ, được cất lên trong buổi lễ như tiếng Quechua, Nahuatl và Mapuche. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đã quảng diễn hai hình ảnh của bà Isabel trong trình thuật Phúc âm về cuộc viếng thăm của Đức Mẹ. Bà Isabel son sẻ bị coi như người bị trúc giữ đang chịu hình phạt của Thiên Chúa và bà Isabel phong phú, người được Chúa đoái thương như mẹ Maria đã ca ngợi. Đức thánh cha áp dụng hình ảnh này vào thân phận của những người bị loại trừ, những người nghèo túng, thất nghiệp, di dân, nông dân không ruộng đất và đổi lại là những người được chúc phúc như thánh thổ dân Juan Diego, người đã được Đức Mẹ Guadalupe in hình trên áo choàng của ông, hình ảnh Đức Mẹ có nước da nâu và khuôn mặt thổ dân. Đức thánh cha nói: Qua hình ảnh sự phong phú và son sẻ này, chúng ta nhìn thấy sự phong phú và khác biệt văn hóa của các dân tộc chúng ta ở Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Dấu chỉ sự rất phong phú mà chúng ta được mời gọi, không những vun trồng, nhưng còn can đảm bảo vệ ngày nay, chống lại những toan tính đồng nhất hóa dưới những chiêu bài hấp dẫn, áp đặt một cách thức duy nhất về tư duy, sống, cảm nghĩ, khiến cho gia sản tiền nhân của chúng ta không còn giá trị hoặc trở nên son sẻ trào lưu đó muốn làm cho chúng ta đặc biệt là giới trẻ cảm thấy thuộc về nền văn hóa này hay văn hóa kia đó chẳng phải là điều đáng kể xét cho cùng sự phong phú của chúng ta đòi chúng ta phải bảo vệ các dân tộc của chúng ta chống lại sự thực dân ý thức hệ nó xóa bỏ những gì là phong phú nhất của các dân tộc chúng ta dù họ là thổ dân người mỹ châu gốc phi châu người lai nông dân nghèo và những người sống trong các khu phố nghèo. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thương công giáo tránh rơi vào thái độ duy sĩ nghiệp, chịu ảnh hưởng của thị trường để rồi gạt bỏ những người nghèo. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm tới 2018 với chủ đề là Mẹ Giáo hội, đây là con của mẹ, đây là mẹ của con từ lúc ấy môn đệ đón mẹ về nhà mình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời trên đây của Chúa Giêsu là nguồn gốc sứ mạng của mẹ Maria săn sóc nhân loại như người con và cũng là nguồn gốc ơn gọi làm mẹ của giáo hội đối với những người túng thiếu và các bệnh nhân. Ơn gọi đó được cụ thể hóa qua dòng lịch sử trong rất nhiều sáng kiến giúp đỡ các bệnh nhân. Không được quên đi lịch sử lòng tận tụy ấy, Lòng tận tụy còn được tiếp tục ngày nay trên thế giới. Tại những nước có hệ thống y tế công cộng đủ, công việc của các dòng tu công giáo, các giáo phận và các nhà thương công giáo không những cung cấp sự chăm sóc sức khỏe có phẩm chất, nhưng còn tìm cách đặt để con người ở trung tâm tiến trình trị liệu và thi hành việc nghiên cứu khoa học trong niềm tôn trọng sự sống và các giá trị luân lý Kitô. Tại những nước thiếu hoặc không có hệ thống y tế, giáo hội làm việc để cung cấp cho dân chúng bao nhiêu có thể, việc chăm sóc sức khỏe, để loại trừ nạn trẻ em chết yểu và chống lại một số bệnh tật lan rộng. Khắp nơi giáo hội tìm cách săn sóc, cả khi không có thể chữa lành. Hình ảnh giáo hội như một nhà thương giã chiến đón nhận tất cả những người bị thương tổn trong cuộc sống là một thực tại rất cụ thể vì tại một số miền trên thế giới, chỉ có các nhà thương của các thừa sai và các tôn giáo cung cấp sự săn sóc trị liệu cần thiết cho dân chúng. Đức Thánh Cha kêu gọi nhớ lại lịch sử dài việc phục vụ của các cộng đoàn Kitô dành cho nhân loại, nhưng nhất là cần nhìn lại quá khứ để được phong phú hơn. Từ quá khứ ấy, chúng ta phải học hỏi lòng quảng đại cho đến độ hy sinh hoàn toàn của nhiều vị sáng lập các dòng phục vụ các bệnh nhân gia sản quá khứ ấy giúp đề ra những dự phóng tốt đẹp cho tương lai. Ví dụ bảo tồn các nhà thương công giáo khỏi bị nguy cơ hành động như những xí nghiệp ở các nơi khác trên thế giới, muốn đưa việc chăm sóc sức khỏe vào lãnh vực thị trường và rốt cuộc gạt bỏ người nghèo. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự khôn ngoan có tổ chức và đức bác ái đòi phải làm sao để người bệnh được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình săn sóc những đường hướng này cũng phải là đường hướng của các tín hữu kitô hoạt động trong các cơ cấu công cộng và qua việc phục vụ họ được kêu gọi làm chứng tá tốt đẹp về tin mừng sau cùng, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cần thiết của việc mục vụ sức khỏe như một công tác thiết yếu của giáo hội cần phải thực thi với một đà tiến được đổi mới từ các cộng đoàn giáo xứ cho đến những trung tâm chăm sóc tuyệt hảo nhất. Đức Thánh Cha viết thêm rằng: "Chúng ta không thể quên sự dịu dàng và kiên trì của nhiều gia đình chăm sóc con cái, cha mẹ và thân nhân những người bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nặng." Sự chăm sóc trong gia đình là một chứng tá đặc biệt về tình yêu thương đối với con người và cần phải được hỗ trợ bằng sự nhìn nhận thích đáng với những chính sách thích hợp. Vatican, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Peru có phần thay đổi vì lý do thời tiết. Theo dự định trước đây, sau 3 ngày thăm Chile, chiều thứ Năm, 18 tháng riêng năm tới, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Lima của Peru. Nay có sự thay đổi, sáng thứ Sáu 19 tháng Giêng, thay vì gặp Tổng thống và chính quyền, Ngài sẽ bay đến thành phố Puerto Maldonado, cách đó 530 cây số về hướng đông, để gặp các thổ dân vùng Amazonia ở sân vận động Mẹ Thiên Chúa, trước khi gặp dân chúng địa phương ở Viện Jorge Basadre vào lúc 1 giờ trưa và dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân biển Amazonia ở trung tâm mục vụ Apactone. Đây là một biến cố quan trọng vì việc loan báo tin mừng cho các thổ dân là trọng tâm của thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2019. Sau đó vào ban chiều ngài trở về thủ đô Lima để gặp chính quyền theo nghi thức ngoại giao. Ban tối ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tên ở Peru. Phòng báo chí tòa thánh cho biết quyết định trên đây được đề ra sau khi phân tích lịch sử khí tượng trong vùng Amazonia Peru thường ban sáng khi hậu dịu dàng hơn. Hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Khoan Louis Cipriani, Tổng giám mục thủ Đô đã cảnh giác là có thể mưa lũ trong vùng này. Theo tòa thánh, vấn đề ở đây là an ninh trong việc di chuyển bằng máy bay với những điều kiện khí tượng như vậy. Bàm nhân ngày Thế giới các quyền con người vào Chủ nhật mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ kêu gọi tôn trọng sự tự do tôn giáo. Đức Tổng giám mục Sít thuộc Tổng giáo phận Bamberg nói rằng, Chúng ta đang sống trong một thời kỳ trong đó diễn ra cuộc bất hại lớn nhất chống các tín hữu Kitô so với các thời đại khác. Vì thế chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự kiện này đòi hỏi tự do tôn giáo không phải chỉ dành cho các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng sự đòi hỏi này tranh đấu cho tất cả những người bị bắt hại vì tín ngưỡng. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick nhắc lại rằng, tự do tôn giáo là đá tảng của các nhân quyền khác, không có thiện ích nào gắn liền với phẩm giá con người cho bằng tôn giáo. Kẻ nào tước đoạt tôn giáo của người khác là làm thương tổn trầm trọng nhất đối với phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho họ tự do tôn giáo cũng gắn chặt với các nhân quyền khác như tự do tư tưởng, hội họp, báo chí. Quyền tự do này đã được xác định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948. Nó không thể bị phủ nhận nhân danh các nền văn hóa và truyền thống khác. Munich, chiều thứ Bảy 16 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Irina Marx Tổng giám mục giáo phận Munich ở miền Nam nước Đức sẽ chính thức mở án phong chân phước cho linh mục Romano Guardini và ký giả Fritz Gatlich. Cha Guardini là một triết gia công giáo qua đời năm 1968, thọ 83 tuổi. Ngài là một trong những nhà tư tưởng công giáo có ảnh hưởng rất lớn trong thế kỷ 20, đặc biệt đối với phong trào giới trẻ công giáo và phụng vụ, đồng thời cũng là người chuẩn bị tinh thần cho công đồng Trung Vatican II. Ký giả Fritz Gerlich qua đời năm 1934, lúc 51 tuổi, thuộc vào số những người đầu tiên chống trào lưu Đức Quốc xã và là một trong những nạn nhân đầu tiên của chế độ này. Nhờ ấn tượng mạnh sau cuộc gặp gỡ với nhà nữ thần bí Therese Neumann, ông đã từ tin lành Calve trở lại công giáo. Qua tuần báo Con đường ngay chính, từ mùa hè năm 1931, ông tìm cách ngăn cản việc Adolf Hitler lên cầm quyền tại Đức. Về sau ông bị Hitler giam cầm và chết tại trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức Đức ngày 1 tháng 7 năm 1934. Trong tù, ông đã giảng giải cho các bạn đồng thù về việc cầu nguyện và về thần học. Sau nghi thức mở án, tòa án của giáo phận Munich sẽ chính thức thu thập các tài liệu, bút tích và chứng từ về các nhân đức của cha Romano Guardini và về cuộc tử đạo của ký giả Gethlich để thiết lập hồ sơ gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết về Ngày Quốc tế Nhân quyền. Kính thưa quý vị thính giả, ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, tức cách đây 69 năm, Liên hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền như kim chỉ nam hành xử của mọi quốc gia và xã hội toàn thế giới, nhằm mục đích đề cao nhân phẩm, thăng tiến hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân sống ở khắp nơi trên trái đất này bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là hoa trái các suy tư và duyệt xét kinh nghiệm chết chóc tàn phá thương đau mà các quốc gia đã gây ra cho nhau trong đệ nhị thế chiến. Để ghi nhớ biến cố quan trọng này, năm 1950, Liên Hiệp Quốc chọn ngày mùng 10 tháng 12 làm ngày quốc tế nhân quyền. Nhân ngày này, Đức Thánh Cha Phan Cô đã viết trong Twitter như sau. Hoạt động chính trị cần được thực sự đặt để phục vụ con người, công ích và việc tôn trọng thụ tạo, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 10 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng nói, hôm nay là ngày trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho chiến dịch quốc tế nhằm hủy bỏ các vũ khí hạt nhân. Việc thừa nhận này xảy ra trùng với ngày quốc tế nhân quyền, và điều này nêu bật mối dây nối kết mạnh mẽ giữa các quyền con người và việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Thật vậy, dấn thân bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, một cách đặc biệt những người yếu đuối và bị thiệt thòi nhất, có nghĩa là cương quyết làm việc để xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân thiên chúa cho chúng ta khả năng cộng tác để xây dựng căn nhà chung của chúng ta chúng ta có sự tự do trí thông minh và khả năng hướng dẫn kỹ thuật hạn chế quyền lực của chúng ta để phục vụ hòa bình và tiến bộ thật sự tổng thống sergio mattarella của italia cũng tuyên bố rằng ý nghĩa của ngày quốc tế nhân quyền được cử hành trên toàn thế giới nhắc cho chúng ta nhớ rằng việc tôn trọng nhân phẩm và thăng tiến các nguyên tắc bình đẳng và công bằng làm thành các cột trụ của một xã hội công bằng có khả năng tôn trọng các khác biệt và đánh giá sự đóng góp mà mỗi người cống hiến cho hạnh phúc chung còn bà laura boldrini chủ tịch hạ viện italia thì tuyên bố các quyền con người là nét đặc thù nhất của căn tính âu châu Ý thức này được tái củng cố trong ngày cử hành bản tuyên ngôn nhân quyền đã được công bố tại Paris cách đây 69 năm. Bởi vì có nguy cơ rất lớn là cuộc chiến chống lại nạn khủng bố và các lý do an ninh quốc gia bị viện cớ như lý do để ngưng việc bảo vệ các cá nhân và các cộng đoàn. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 là một trong các văn bản pháp luật có giá trị luân lý đạo đức rất cao, nó gồm 30 điều lệ bảo đảm cho các quyền tự do của con người trong mọi lĩnh vực cuộc sống: chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Nó diễn tả ước mong của các cá nhân và cộng đoàn gia đình, quốc gia và quốc tế được sống trong tự do và hạnh phúc. Nhưng rất tiếc, có rất nhiều chính quyền đã ký nhận nhưng lại không thi hành bản tuyên ngôn này trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Lời mở đầu tuyên ngôn quốc tế nhân quyền viết rất hay như sau. Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động giả man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, được giải thoát khỏi sự sợ hãi và khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người. Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nối dậy chống áp bức và bạo quyền xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc gia xét rằng trong hiến chương liên hiệp quốc các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin vào những nhân quyền căn bản vào phẩm cách và giá trị của con người vào quyền bình đẳng nam nữ cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống trong một môi trường tự do hơn xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với liên hiệp quốc để phát huy sự tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực hiện trọn vẹn cam kết ấy vì vậy đại hội đồng liên hiệp quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia làm sao để mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này bằng học vấn và giáo dục và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia và quốc tế bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thổ bị giám hộ. Tiếp theo đó là 30 điều luật quốc tế về các quyền tự do của con người. Điều 1. Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Điều 2 ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản tuyên ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào như chủng tộc màu da nam nữ ngôn ngữ tôn giáo chính kiến hay quan niệm nguồn gốc dân tộc hay xã hội tài sản dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền. Thế nhưng trong thực tế hiện nay, vẫn có rất nhiều nhóm thiểu số chủng tộc và tôn giáo bị bắt hại và kỳ thị. Điển hình như hơn 600.000 người Rohingya bên Myanmar bị đàn áp phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Chẳng hạn như các nhóm thiểu số Kitô bị kỳ thị và bắt hại tại nhiều nước có đa số dân theo Hồi giáo hay Ấn giáo và Phật giáo. Hiện nay trên thế giới có 200 triệu ký tơ hữu bị bắt hại vì đức tin. Điều 3. Ai cũng có quyền được sống, tự do và an toàn thân thể. Điều 4. Không có ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch. Chế độ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ. Điều 5. Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân đạo làm hạ thấp nhân phẩm. Điều 6. Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại đâu. Điều 7. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Điều 9. Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đẩy một cách độc đoán. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều chính quyền, đặc biệt là các chính quyền độc tài cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam chẳng hạn, đã không hề tôn trọng các điều luật này về nhân quyền họ muốn bắt và bỏ tù ai hay muốn đánh đập tra tấn hành hạ ai thì tùy ý rất thường khi họ còn vu khống giàn dựng và gán ghép tội cho những ai họ muốn triệt hạ vì bất đồng chính kiến vì không ủng hộ đường lối cai trị độc tài của nhà nước và đã có rất nhiều người bị công an cảnh sát tra tấn hành hạ đánh chết trên thế giới hiện nay cũng có hàng triệu người trở thành nạn nhân của tệ nạn nô lệ mới kỹ nghệ tình dục mua bán mại dâm, khai thác bóc lột sức lao động, mua bán cơ phận vân vân. Điều 12, không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh, ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy. Điều 13. 1. Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. 2. Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào kể cả quốc gia của mình và có quyền hồi hương. Nhưng trên thực tế, các nhà nước độc tài kiểm soát mọi sự, người dân làm gì cũng phải xin phép, chế độ hộ khẩu và phải khai báo hủy hoại tất cả các quyền tự do nói trên của con người. Điều 16. Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội và phải được xã hội và quốc gia bảo vệ. Điều 17 ai cũng có quyền sở hữu hoặc riêng tư hoặc hùn hợp với người khác. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán. Trên thực tế, các nhà nước độc tài cướp nhà và cướp đất đai ruộng vườn của dân, cướp của các cơ sở của các cộng đoàn dòng tu, tôn giáo và giáo hội. Điều 18. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo Quyền này bao gồm các quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác tại nơi công cộng hay tại tư gia. Điều 19. Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình và quyền tìm kiếm tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia trên thực tế nhà nước độc tài bắt bỏ tù mọi thành phần bất đồng chính kiến tranh đấu cho các quyền tự do dân chủ của dân và thủ tiêu cả các đảng viên nào tỏ vẻ chống đối Liên quan đến giáo dục y tế và an sinh, tình hình cũng không khả quan bao nhiêu. Trên thế giới vẫn có hơn 1 tỷ người bị đói, gần 1 tỷ người mù chữ, 250 triệu trẻ em từ 4 đến 17 tuổi phải lao động vất vả mỗi ngày. Và hàng tỷ người vẫn không có thuốc men và được chăm sóc sức khỏe. Đó là chưa kể đến hàng trăm triệu người không có công ăn việc làm và nhà ở và nước trong lành để uống. 69 năm đã trôi qua kể từ khi công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng rất tiếc 2 phần 3 dân số trên thế giới vẫn chưa được hưởng các quyền căn bản của con người như được Long Trọng công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trái lại, xem ra chiến tranh, xung khắc, khủng bố, đàn áp, bất công vẫn tiếp diễn và ngày càng gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới tiếp tục chương trình xuân khánh xin thuật lại tâm tình tạ ơn chúa của một người mỹ về những thử thách và sự quan phòng của ngài năm vào ngày thứ năm thứ tư của tháng 11, người Mỹ lại mừng lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Đó là ngày lễ nghỉ, các gia đình Mỹ và bạn bè thường tụ họp để mừng lễ với nhau. Đó là ngày người ta tạ ơn về những gì mình có được. Ngày nay, ý nghĩa tạ ơn của ngày lễ dường như bị quên lãng và người ta chú ý hơn đến vui chơi, ăn uống, đặc biệt là mua sắm với những quảng cáo giảm giá không tin nổi trong ngày thứ sáu Black Friday sau đó. Sau đây là tâm tình của một người Mỹ về ý nghĩa tạ ơn chúng ta cần có trong ngày lễ tạ ơn hàng năm. Ngày lễ ý nghĩa nhất mà gia đình chúng tôi từng trải qua chính là ngày lễ Giáng sinh cách đây 4 năm, trong một căn phòng ở bệnh viện. Khi đó, con gái của chúng tôi đang được điều trị bệnh ung thư máu và vợ tôi sống trong bệnh viện cùng với con bé con trai tôi và tôi mang đến bệnh viện các thứ cần thiết cho một cuộc cắm trại giả chiến và bốn chúng tôi đã cùng trải qua buổi chiều lễ giáng sinh với nhau trong tâm tình tạ ơn về món quà là sự hiện diện của mỗi người đối với người khác con gái chúng tôi đã được điều trị ung thư gần một năm và hầu hết thời gian đó vợ tôi cùng với con gái ở trong khoa ung thư của một bệnh viện cách đây gần một tiếng đồng hồ đó là thời gian khó khăn khi chúng tôi gặp những thánh giá vì bệnh tật của con gái và gia đình thường bị phân ly tuy thế lúc đó cũng như bây giờ chúng tôi ý thức rằng đó thật là thời gian ân phúc cho gia đình chúng tôi chúng tôi đã ý thức về bao điều chúa đang làm cho chúng tôi chúng tôi có thể nhìn thấy Ngài giúp đỡ cho chúng tôi nhiều như thế nào. Tóm lại, chúng tôi ý thức chúng tôi phải biết ơn Ngài nhiều thế nào. Khi chúng tôi nhận ra mình cậy dựa vào Thiên Chúa thật nhiều để vượt qua thời gian thử thách và đau khổ, chúng tôi ý thức được về bao nhiêu tình yêu Chúa chan đổ trong cuộc sống của chúng tôi. Khi chúng tôi không thể làm ngơ rằng chúng tôi cần Chúa như thế nào, chúng tôi thấy rõ ràng điều ngài đang làm cho chúng tôi đó là lý do tại sao thời gian thử thách thường cũng là thời gian của lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tôi thường ngạc nhiên khi nói chuyện với các nhà truyền giáo đang sống trong những tình cảnh thật khó khăn những người dường như cũng sống với cảm nghiệm thật sự về điều chú ban cho họ và biết ơn thật sự về việc ngài yêu họ như thế nào cuộc sống của họ thường là không thể dự đoán và không tiện nghi thoải mái có vẻ như giúp hiểu được thế nào là cậy dựa vào sự quan phòng của chúa và thái độ biết ơn về những điều nhỏ nhặt mà chúa ban cho họ khi chúng ta được sống tiện nghi sung sướng đủ để bảo đảm những ảo ảnh về sự tự lo liệu của mình hay chỉ quan tâm đến những ý muốn tầm thường và nhỏ nhoi của chúng ta thì thật khó mà biết ơn thật sự đây là một nhắc nhở rằng các môn đệ của Chúa Giêsu nên tránh thứ tiện nghi thoải mái mà thế gian thường gọi là thành công hay sự an toàn. Những ảo ảnh về sự an toàn và tự bảo đảm đang lớn lên và ngăn cản mối liên hệ mật thiết với Chúa hay thái độ biết ơn về ân phúc của Ngài. Tóm lại, khi cuộc sống của chúng ta đòi những hy sinh hay gặp những khó khăn, chúng ta có nhiều khả năng nhìn thấy sức mạnh về sự tốt lành của Chúa và biết ơn về cách thức mà Chúa yêu chúng ta. Nếu chúng ta muốn có sự kết hiệp sâu xa hơn với Chúa, chúng ta nên xem những cách thế mà Chúa mời gọi chúng ta, chối từ chính mình vì tình yêu và chúng ta vác lấy thánh giá. Nếu chúng ta muốn cảm nghiệm lòng biết ơn đến từ kinh nghiệm thật và quyền năng về sự quan phòng của Chúa, chúng ta cần từ bỏ ý nghĩ cuộc sống của chúng ta là của chính mình và hãy dâng nó cho Chúa cách hoàn toàn và tự do. Trong ngày lễ tạ ơn, chúng ta nên cảm ơn về những thánh giá mà Chúa đã đặt trong cuộc đời chúng ta. Bệnh tật hay khó khăn, mà qua đó Chúa Kitô mặc khải tình yêu sâu xa và vững bền của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta nên xin Chúa tỏ cho chúng ta cách Ngài gọi chúng ta dâng tặng chính mình để yêu thương cách cụ thể hơn và cảm ơn Chúa về cơ hội được lớn lên trong ngạc nhiên và cảm kích sự quan phòng của Chúa. Và chúng ta nên cảm ơn Chúa về những thử thách có thể đang ở phía trước chúng ta, có thể giúp đào sâu đức tin của chúng ta và niềm tin cậy vào ân sủng của Chúa. Thánh Phaolô đã viết: "Trong mọi lúc, anh em hãy tạ ơn Chúa vì đây là ý Chúa dành cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô." Ngày lễ tạ ơn năm nay, dù cho chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào, hãy tạ ơn tình yêu, sự tốt lành và quảng đại của Chúa Giêsu Kitô, vua của chúng ta trước khi kết thúc chương trình trần phúc nhạc và mai anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài đức trông cậy theo giáo huấn của phúc âm và một số thánh thư thừa thưa quý vị thính giả, vào cuối thời chiến tranh lạnh ở Đông Âu, Nijole Sadunaite là một nữ tu được giới công giáo ở Tây Phương biết đến khá nhiều. dáng người bé nhỏ, tiếng nói dịu dàng, nhưng bên trong chỉ nữ tu này có tiềm ẩn một ý chí sắt đá. Năm 1958, chị Sadunaite bí mật gia nhập dòng nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm vì hồi đó Cộng hòa Lithuania còn ở dưới chế độ Cộng sản Liên Xô cấm đoán đời tu và hạn chế các hoạt động tôn giáo một cách ngặt nghèo. Về sau, chị Sadunaite cộng tác vào công việc ấn hành bí mật tờ thời ký giáo hội công giáo Lithuania. Tạp chí này được đánh máy và xuất bản theo kiểu cây nhà lá vườn, nhưng rất quan trọng vì nó chứng tỏ cho dư luận thế giới thấy tình trạng bách hại giáo hội công giáo ở Lithuania. Năm 1974, chị Sadunayte bị mật vụ KGB của nhà nước Liên Xô bắt trong lúc chỉ đang sao chép lại các tờ thời ký giáo hội Công giáo Lithuania. Sau 10 tháng tra khảo và bị dọa nhốt vào nhà thương điên, chị Sadunayte vẫn nhất mực không chịu khai tên những người cộng tác với mình trong việc ấn hành tờ báo bí mật này. Thế là chị bị đưa ra tòa và bị lên án 3 năm lao động cải tạo cộng thêm 3 năm lưu đày ở Siberia. Chỉ kể lại, ngày tuyên án là một trong những ngày trọng đại và hạnh phúc nhất đời tôi. Bởi lẽ tôi bị lên án vì đã nói sự thật, vì đã công bố tình thương cho mọi người. Các quan tòa đã ngạc nhiên vì tôi thấy tôi vẫn tỏ ra vui vẻ khi bị xét xử. Tôi thiết nghĩ chính những quan tòa và các ngục tốt ấy mới là những người bất hạnh vì họ đã không biết đấng là tình thương chúng ta cần cầu nguyện cho họ. Chị Sadunayte đã thi hành bản án 3 năm lao động khổ sai và 3 năm lưu đày biệt xứ, sau đó được trả tự do. Nhưng chị không hề nuôi lòng oán hận nào đối với những người lên án và hành hạ chị. Thái độ của chị thực sự phản ánh một niềm tin sâu xa vào lời Chúa Kitô, Đấng đã hứa ban phần thưởng trọng hậu cho những ai chịu đau khổ vì trung thành với Ngài. Thái độ đó cũng bộc lộ niềm trông cậy vững vàng vào sức mạnh và sự chiến thắng chung cục của Chúa trên sự ác của trần thế này. Trong bài tuần trước, chúng tôi đã trình bày cùng quý vị giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về đức cậy trông. Hôm nay, chúng tôi xin bàn đến nhân đức này theo giáo huấn của các phúc âm nhất lãm và một số sách còn lại trong bộ Kinh Thánh Tân Ước. Bà phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca tường thuật về giáo huấn và về những hoạt động của Chúa Giêsu như thể những giáo huấn và công trình này vẫn còn sống động trong cộng đồng tín hữu. Chủ đề chính trong các bài giảng của Chúa Giêsu là thời gian đã mãn và nước trời đã gần kề. Mọi người cần phải đón nhận nước Thiên Chúa bằng cách hoán cải và tin vào nước Chúa. Chúa Jesus cũng đã nhiều lần tuyên bố nước thiên chúa do ngài khai sáng sẽ được viên mãn khi ngài trở lại trong vinh quang để phán xét trần gian. Chúa cũng báo trước có nhiều người tin vào ngài sẽ chịu những thử thách và bách hại, nhưng những ai trung kiên thì sẽ được phần thưởng trọng hậu trong nước trời. Phúc cho các con khi bị người ta nói xấu, bắt bớ và vu khống mọi điều ác vì danh Thầy. Các con hãy vui mừng, hớn hở vì phần thưởng dành cho các con trên trời rất lớn lao. Các tiên tri và các tiền nhân của chúng con cũng đã bị sự tệ như vậy. Matthew, đoạn 5, câu 11 và 12 Trong đoạn 9 của Phúc âm theo Thánh Marco, Chúa giê -xu nhấn mạnh tới sự hy sinh cần thiết để được vào nước trời. Nếu tay con làm cớ cho con xa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con xa ngã thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Chúa cũng làm chứng rõ ràng rằng sự sống lại sẽ xảy ra vào thời tận thế. Ngài nói với những người xa đốc, còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông không đọc trong sách môi xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Marco đoạn 12 câu 26 và 27 Tuy nhiên, không phải Chúa Giêsu chỉ hứa với các môn đệ của Ngài về những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống mai hậu mà thôi. Nhưng ngay cả đời này, Ngài cũng hứa nhiều điều cho các môn đệ của Ngài. Chẳng hạn, Chúa nói với Thánh phê -rô, Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy và sức mạnh hỏa ngục sẽ không phá được. Chúa cũng hứa ở lại với các môn đệ của Ngài mọi ngày cho đến tận thế với các môn đệ sẽ bị bắt giam và xét xử chúa nói khi bị bắt giam các con đừng lo phải nói thế nào nói điều gì vì chính lúc ấy các con sẽ được cho biết phải nói những gì không phải là các con nói mà là thánh linh của chúa cha nói trong mình các con qua bao thế hệ trong các cuộc bách hại đạo, những lời hứa trên đây của Chúa Kitô vẫn là những nguồn động lực thúc đẩy các tín hữu Kitô tiếp tục kiên trì giữa những khó khăn, đau khổ và thử thách. Tóm lại, cho dù trong các phúc âm nhất lãm, người ta không thế từ hy vọng hay trông cậy theo ý nghĩa đích thực của Tân Ước, nhưng không thiếu những thực tại nói lên ý nghĩa đó cũng như những lời hứa của Chúa Giêsu về những thực tại và hạnh phúc mai hậu nhân đức trông cậy cũng được đề cập đến trong một số thư khác của Kinh Thánh Tân Ước, không kể các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thư gửi tín hữu Do Thái được viết ra cho các tín hữu Kitô gốc Do Thái gặp khó khăn trong đức tin và họ bị cám dỗ muốn trở lại với lối phụng tự Do Thái của họ trước kia, hay ít là họ tỏ ra tưởng nhớ những cuộc tế tự xưa kia. Tác giả thư gửi tín hữu do Thái nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chức vụ linh mục thượng phẩm của Chúa Giêsu, đến hậu quả vô song của việc Chúa Giêsu tự hiến mình làm hy lễ. Bức thư cũng nói đến mục đích cuộc lữ hành Kitô hữu đang thực hiện trên trần thế này, tức là tiến vào cung thánh trên trời. Để khuyến khích các tín hữu Kitô gốc do Thái hãy can đảm vượt thắng những thử thách về đức tin họ đang gặp phải. Tác giả bức thư khuyến khích họ hãy hy vọng vào những thực tại vô hình và siêu nhiên, nhất là bám chặt và niềm cậy trông đã được đề nghị cho họ. Từ hy vọng hay là cậy trông trong thư gửi tín hữu do Thái, chỉ mục tiêu vượt lên trên trần thế này, nghĩa là điều được mong đợi và hy vọng, và cũng chỉ sự kiên trì bền đỗ cần phải có để đạt tới mục tiêu ấy. Các tín hữu Kitô phải quyết liệt và kiên trì cậy trông Thực vậy, đoạn thứ sáu từ câu 18, bức thư viết, Cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, thiên chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên thiên chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo phẩm chật Menkisede. Niềm hy vọng đó hợp là một với Đức Tin vì như đoạn 11 của bức thư viết, Đức Tin là nền tảng của những điều mà chúng ta hy vọng và là bằng chứng về những điều mà chúng ta không thấy được. Do Thái, đoạn 11 câu 1 Thư gửi các tín hữu Do Thái còn nhấn mạnh rằng, tín hữu Kitô là người biết cậy trông, hy vọng và họ phải kiên trì trong niềm cậy trông của mình. Theo cùng chiều hướng trên đây với thư gửi các tín hữu Do Thái, trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ cũng là một thư nói lên niềm an ủi và khuyến khích các tín hữu Kitô đang gặp cảnh sầu muộn và khó khăn, hãy kiên trì trong niềm cậy trông vì họ đã được tái sinh để sống trong niềm hy vọng sinh động. Niềm hy vọng và cậy trông này được xây dựng trên một căn bản vững chắc là sự sống lại của Chúa Kitô và được quy hướng về một gia sản không thể hư nát được. Đó là gia sản bất diệt dành cho mỗi tín hữu ở quê hương vĩnh cửu trên trời. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng khẳng định rằng Kitô hữu là người được ghi đậm tinh thần cậy trông và vì thế họ phải luôn sẵn sàng minh chứng cho những ai muốn biết lý do tại sao họ lại hy vọng sau cùng, trong phúc âm và các thư của thánh Gioan, thánh nhân chiến đấu chống lại những người gieo rắc các giáo thuyết sai lầm về Chúa Kitô và công trình cứu độ của Người. Vì thế, thánh Gioan làm nổi bật sự nhập thể đích thực của con Thiên Chúa và ơn cứu độ được ban cho nhân loại trong Đức Kitô, và đó là điều chúng ta hướng tới. Phúc âm theo thánh Gioan cũng nói tới sự sống đời đời và sự sống lại được Chúa hứa ban cho chúng ta. Trong thư thứ nhất, Thánh Doan còn xác quyết rằng, anh em thân mến, khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người, vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Và sau lời tuyên xưng ấy, Thánh Doan nói về niềm hy vọng và khẳng định rằng, phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm cho mình trở nên tinh tuyền như người là đấng tinh tuyền. Thư thứ nhất của Thánh Doan, đoạn 3, câu 3. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thương công giáo tránh rơi vào thái độ duy xí nghiệp, chịu ảnh hưởng của thị trường để rồi gạt bỏ những người nghèo. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ bản sắc và sự phong phú văn hóa của Mỹ châu Latin, chống lại trào lưu thực dân hóa ý thức hệ. Bamberg, Nhân ngày Thế giới các quyền con người vào Chủ nhật mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban môn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.